Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tuổi Ất Mão 1975 hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất trong năm 2021. 1. Nam mạng tuổi Ất Mão hợp màu gì năm 2021? Xem tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2021 nam mạng cho hay. Trong năm này, nam Ất Mão gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là một trung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành, có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, thủy, và sinh xuất với kim. Do đó, muốn giảm bớt được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này, thì cần phải dùng hành kim, vì thổ sinh kim, hoặc dùng hành mộc, vì mộc khắc thổ, để tiết chế. Ngoài ra, nên tránh dùng hành thổ, và hỏa. Do đó, người gặp sao Thổ Tú, kỵ dùng các màu thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam. Kỵ dùng màu thuộc hành thổ là màu vàng, nâu. Người gặp sao Thổ Tú hợp với các màu thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi. Và hợp màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Ất Mão 1975 mệnh thủy. Hợp với các màu tương sinh thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi. Vì kim sinh thủy, màu tương hợp thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Màu chế ngự được thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam. Vì thủy khắc hỏa. Tổng kết lại, màu sắc may mắn nhất của người tuổi Ất Mão nam mạng năm 2021 chính là màu trắng, xám, ghi. Trong năm 2021 này, bản mệnh nên dùng những màu này để thu hút tài lộc, gặp nhiều hanh thông, may mắn. 2. Nữ mạng tuổi Ất Mão hợp màu gì năm 2021? Xem tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2021 nữ mạng cho hay. Trong năm này, nữ Ất Mão gặp sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một trung tinh thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành, có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, kim, và sinh xuất với thổ. Do đó, muốn giảm bớt được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này, thì cần phải dùng hành thổ, vì hỏa sinh thổ, hoặc dùng hành thủy, vì thủy khắc hỏa, để tiết chế. Ngoài ra, nên tránh dùng hành mộc, hỏa. Do đó, người gặp sao Vân Hớn, kỵ dùng các màu thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam. Và kỵ màu thuộc hành mộc là màu xanh lá cây. Người gặp sao Vân Hớn hợp với các màu thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Và hợp màu thuộc hành thổ là màu nâu, vàng. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Ất Mão 1975 mệnh thủy. Hợp với các màu tương sinh thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi. Vì kim sinh thủy, màu tương hợp thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Màu chế ngự được thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam. Vì thủy khắc hỏa. Tổng kết lại, màu sắc may mắn nhất của người tuổi Ất Mão nữ mạng năm 2021 chính là màu đen, xanh nước biển, trắng, xám, ghi. Trong năm 2021, bản mệnh nên dùng những màu này để thu hút tài lộc, gặp nhiều hanh thông, may mắn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.